sơn kinh mới ai hết rồi. Hết rồi. Hôm qua khách gọi mua sơn kinh nhiều không thể tưởng tượng được. Video trên TikTok, Facebook triệu mấy 2 triệu view mà. Quá trời, hôm qua khách gọi mua sơn kinh từ chối hết trơn luôn. Ai gọi mua sơn kinh à? Ơi, nó tiếc. Vui mấy trái mua sơn kinh ngon quá Hường. Nhiều lắm luôn, từ sáng tới chiều em từ chối hàng mua sơn kinh nhiều lắm luôn. Dạ hả? Vậy chứ không có thì biết sao hẹn. Vô mùa đi chó nhiều quá rồi. Thì chút sầu riêng còn có bán online nữa nha ông bà cô chú. Cứ gọi điện, đây đang ship đơn online nè. Cho khách 6 kg. Đơn online 6 kg nè. Rồi. Hôm qua đơn online vui lắm toàn là mấy bông hồng không luôn, mấy chị đẹp không à? Mấy chị đẹp không hả? Đẹp. Trời ơi, thấy em là còn ghiền á. Em còn ghiền á, muốn chơi ông Thanh hả? Đúng. đẹp thiệt luôn. Không biết sao là như hôm qua là ngày của mấy chị đẹp mua đồ yên vậy đó. Chị nào chị thấy rất đẹp luôn. Chị nào chị thấy đẹp hay à? Vậy ta hôm nay cho mà toàn là người đẹp. Cái đó mà ông Thanh đứng ra ông bán thì ngon hôm đúng không? Hôm qua nếu mà ông Thanh đó thì ngon. À ông Thanh đứng ra là ngon đúng không? Bây giờ trời đẹp đẹp dữ luôn á. Yeah. Mà từ sáng tới chiều là toàn là khách online toàn là mấy chị đẹp không à? Mấy chị đẹp không à? Đẹp sao mà đẹp dữ không? Mấy chị gọi điện chạy tới hả? Gọi điện xong rồi các bạn Zalo với em đó em mới thấy. À, coi chừng cái hình nó dở dở cho ẩn ẩn đó. Không, gọi Zalo luôn á. À, gọi Zalo hả? Dạ. Nói trời ơi, hôm nay ngày gì toàn người đẹp. Facebook cũng đây, Facebook cũng cả triệu view chứ đâu. Sao ạ? À? Em nói sao hôm nay toàn người đẹp gọi mua tụi kia không mà không có anh đẹp nào gọi hết, toàn chị đẹp không? Không có anh nào đẹp hết hả? Từ trưa tới chiều toàn là chị đẹp không à, tiếc thôi là tiếc rồi. Tiếc gì là tiếc, không có anh xấu muối nào hết đúng không? Dạ, chứ kỳ lạ vậy trời. Ghê không, bữa nay bảo có gì đúng đó không? Sai ngược ngược không? Này bảo cũng ghê đúng không? Không biết. Chọn anh nào? Nói vậy là mấy anh đã qua đặt buồn lắm luôn nha. Vậy chứ tự nhiên không? Từ trưa tới chiều mà thấy tự sao người nào người nói đẹp dữ thế nào mà không có anh nào tên toàn chị không? Em còn toàn là chị không? Vậy là hên đâu qua không có anh nào đặt á, nếu anh nào đặt anh đó buồn tao buồn luôn thì quá giờ anh không an toàn mà chị đẹp không anh biết sao đó dạ luôn. Đơn ship đi quận mấy Trúc à? Dạ quận 2. Quận 2 hả? Dạ giá cái này 110 kg. Hôm nay giá sầu riêng cũng xuống rồi. Thấy cũng chưa mạnh lắm. Hả? So với năm rồi thì nó mạnh thiệt đó anh, từ so với từ cái lúc mà mùa nghịch tới giờ. Hả? Dạ. Còn nếu em thay em lấy gì anh chặt rồi cái này nữa không? Em thích rẻ lắm rồi mà ta. Chưa, mình thấy là vẫn còn cao quá. Ông bà comment nói là sầu riêng vẫn còn cao quá. Ô, anh thấy người ta bán đầy đường luôn á Trúc ơi. Dạ, người ta bán thụ nhiên không bao. Người ta bán thụ nhiên nói chung là hên xui, có trái thì rất là ngon, còn có nhiều trái là hên xui á. 285 ngàn. Hôm nay là mọi người ở ngoài chợ bán nhiều rồi. Ở ngoài người ta, ông bà cô chú ít cái bao đúng không? Đúng rồi. Nhiều lúc mà bao theo kiểu của bà chủ đây là chắc có lịch sử. Đó, bao là nãy giờ phải bỏ lại hộp đó. 285 cái này. Cái này hả? Đó, đừng. Số điện thoại của Trúc là 0939925979 nha. Vậy đó, thử cơm vậy. Đá hả?
cô ở dưới Thủ Đức rồi có lành à? Chưa, chưa hết cô. Chưa lành à? Dạ. Cô hách thèm sầu riêng rồi. Cô xem clip cô. Cô ghé Thanh nha, vợ Thanh nha. Cô vô mùa sầu riêng rồi. Cô ơi, vô mùa sầu riêng rồi, cô bán kẹo á. Bà chủ tiệm bánh mì bảy kẹo nổi tiếng chợ Thủ Đức. Con về địa chỉ cũ rồi đó cô. Về địa chỉ cũ nha cô. Đi cho gần cô xíu. Mỗi lần cô lên là cô mua quá trời luôn. Người ta sao nó khô đầu quá trời chứ không? Mấy ký rồi tiên? Ký mấy hả? Lựa kỹ lắm. Đúng rồi, mấy đơn online lựa kỹ lắm. Lựa kỹ chứ. Anh này anh giận dữ lắm. Kỹ giận luôn chứ. Đại khách mà. Mấy ký sầu riêng mà toát mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đâu ra hết. Ấm thì cái thời tiết Sài Gòn nắng nóng kinh khủng này. Chị đẹp quê ở miền Tây khui sầu riêng. Bà hỏi là Thanh đi đâu đây, bà chủ trả lời đi. Bé Tiên không trả lời được mà ông Cuộc Sống Sài Gòn TV cũng không trả lời được. Sao lại trả lời được? Đâu có trả lời được, đâu biết đâu gì mà trả lời. Nay cưng chồng lắm, có gì là trả lời không được. Anh bán đi một địa chỉ mới 994 Hậu Giang. À, ông bà cô chú nào ở gần thì có thể qua ủng hộ. À, tự như ai thuận đường ở đâu thì đi đó cho gần. À, phương tiện gần được đi. Rồi, 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 rớt rồi, phải lần cái mình rung tay, mình rớt liền. Ủa cái... sao vậy? Không biết. Rung tay rớt cái máy quay. Em có làm gì đâu mà em rung tay chứ. Phụ máy quên ta. Hả? Mới nói trên đường mà không nhớ phụ. Thôi khỏi, chưa được rồi. À, vậy là tiền ký về cho Trúc thôi, gì đâu. Nói chung là kinh tế khó khăn. Rồi, à, đây là hai vợ chồng mở mỗi người mỗi bữa. Bữa này là nuôi con. Còn bữa kia là nuôi nuôi gì? Bữa nào cũng nuôi con. Bữa nào cũng nuôi con đúng không? Dạ. Thời buổi khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Đúng rồi. Nên là phải cố gắng. Bữa nào cũng là bữa nuôi con. Vừa nào cũng vừa nuôi con đúng không? Dạ. Ai có cái gì cũng không qua được con đâu nên là. Ga của cô chú.
chất lượng từ tâm. Sao nó mới được thừa kế? Mới được chất lượng đến từ tâm. Mới được thừa kế luôn á.